chính thức làm lại bộ kỹ năng mới cùng Maza, Hoán Hồn Vực Thẩm. Đầu tiên là tham khảo chỉ số của Miền Nguyệt bên Vương Giả trước nha. Rồi tại, Maza sẽ triệu hồi ra những yêu trùng tự động tấn công mục tiêu xung quanh, Rega sẽ thường phép và hồi máu. Mỗi lần triệu hồi yêu trùng sẽ tích điểm ma lực. Điểm ma lực này sẽ giúp tăng tốc chạy và hồi máu cho Maza. Nếu mà hết điểm ma lực, những yêu trùng này sẽ tự động biến mất trong vòng 1 giây. Tối đa Maza chỉ triệu hồi được 6 con yêu trùng thôi nha. Ở chiêu 1, Maza sẽ ném ra một con yêu trùng theo hướng chỉ định gây ra sát thương phép trên đường bay. Maza có thể tái kích hoạt kỹ năng dịch chuyển đến vị trí con yêu trùng trước đó. Ở chiêu 2, Maza sẽ phóng ra một đường liên kết với kẻ địch trong vòng 4 giây. Trong thời gian liên kết, cứ 0,5 giây là sẽ rút công vật lý, rút công phép của mục tiêu, đồng thời giảm lên đến 20% tốc chạy của kẻ địch. Ở chiêu 3, Maza sẽ hòa mình vào bóng đêm, tăng 30% tốc chạy và miễn nhiễm mọi hiệu ứng trong vòng 2 giây. Khi mà kỹ năng kết thúc sẽ gây ra sát thương phép trong phạm vi. Các bạn đánh giá về bộ kỹ năng mới của Maza này như thế nào? Bình luận ngay bên dưới nhé! Crimson Wave!